Sáng 5 tháng 9 tại Hà Nội, 2,2 triệu học sinh đến trường dự lễ khai giảng năm học 2022-2023. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tới dự lễ khai giảng năm học mới 2022-2023 tại trường tiểu học Trung Tự, quận Đống Đa, nơi đang duy trì lớp học hòa nhập cho trẻ khuyết tật kém may mắn. Tại lễ khai giảng, các em học sinh trường tiểu học Trung Tự được nghe thư của Chủ tịch nước chúc mừng năm học mới. Hiện trường có 1.706 học sinh với 38 lớp, trong đó có một lớp hòa nhập dành cho một số trẻ em khuyết tật, tiếp thu chậm, có biểu hiện tự kỷ. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đánh giá cao những kết quả của trường tiểu học Trung Tự đạt được trong thực hiện dạy hòa nhập cho trẻ khuyết tật, đồng thời đề nghị lãnh đạo quận Đống Đa tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện hơn nữa để các trường học trên địa bàn tiếp tục triển khai trường dạy hòa nhập cho trẻ khuyết tật. Ghi nhận tại trường tiểu học Phan Chu Trinh, phường Điện Biên, quận Ba Đình, các em học sinh có mặt từ sớm để dự khai giảng năm học mới sau một năm không có ngày khai trường do dịch COVID-19. Lễ khai giảng năm học mới năm nay cũng được nhiều trường tổ chức các hoạt động gắn với văn hóa truyền thống, các chủ đề của năm học mới, tổ chức gọn nhẹ mang lại không khí vui tươi, có ý nghĩa đầu năm học mới.